Chiều ngày 12 tháng 7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hồ Văn Nhật, 55 tuổi, trú tại số 135 An Dương Vương, phường An Đông, thành phố Huế, để điều tra hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ. Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2021, Nhật đã nhiều lần mua khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng xăng dầu của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi mua khống hóa đơn, Nhật đã bán cho doanh nghiệp tư nhân Quang Đức có địa chỉ tại thôn 7, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế và một số doanh nghiệp khác, nhưng không mua bán hàng hóa thực tế kèm theo, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.